Sự thật lạ lùng bạn chưa bao giờ biết. Giấc ngủ của con người kỳ quái hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Không ngủ sẽ dẫn đến cái chết nhanh hơn không ăn. Theo nghiên cứu, khi không ăn gì, bạn có thể trụ được tới 21 ngày. Nhưng chỉ cần 10 ngày không ngủ, bạn sẽ đi gặp tổ tiên. Nếu bạn có thói quen thức trắng đêm thì bạn phải bỏ ngay lập tức. Vì một đêm mất ngủ thì cơ thể bạn cần tới 4 ngày mới có thể hồi phục lại như bình thường. Nếu không ngủ trong 24 giờ thì đầu óc bạn sẽ rất căng thẳng, huyết áp tăng cao và suy giảm miễn dịch. Sau 72 giờ không ngủ, bạn sẽ triệu chứng như người điên, như ảo giác, ngáo ngơ và hoang tưởng. Một người bình thường cần 10 đến 20 phút để chìm vào giấc ngủ. Nếu bạn chỉ mất 5 phút thì có thể bạn đang gặp chứng thiếu ngủ. Đôi khi bạn giật mình nửa đêm mà không biết lý do gì, là do nhịp tim của bạn đang xuống thấp đến mức báo động và não phải gửi tín hiệu khẩn cấp để đánh thức bạn. Hãy thả tim và follow Dung để xem được nhiều hơn các video tiếp theo nha. Trần Dung cùng gia đình bạn sống khỏe đẹp mỗi ngày.